Ấn Độ cổ họ tu hành rất sùng bái thiền định, cao siêu hơn Trung Quốc, quả thật là đứng đầu trên toàn cầu. Vì sao vậy? Vì thiền định có thể đột phá từng không gian. Khiến công năng của sáu căn tăng trưởng vượt bậc. Họ có thể thấy được những điều mà chúng ta không thể thấy. Họ nghe được cái ta không thể nghe. Đầy đủ năm loại thần thông. Họ có năng lực này, không cần dùng đến máy móc khoa học. Họ có thể nhìn thấy vi khuẩn trong giọt nước. Đức Phật thấy trong một giọt nước có 84.000 con vi trùng. Là thật không phải giả. Tôi cũng nhìn thấy. Tôi cũng nhờ kính hiển vi để thấy. Không phải dùng mắt thịt để nhìn thấy. Năm ngoái tôi trị bệnh răng, bệnh nha chu. Vốn chúng ta đều không biết. Giữa kẽ răng chúng ta thấy hình như có thứ dơ bẩn màu đen. Đó chính là bệnh nha chu. Rất nghiêm trọng. Nhưng bản thân tôi đều không biết. Bác sĩ dùng cây kim khơi ra một tí vật màu đen dính trên đầu cây kim. Sau đó đặt mũi kim này vào nơi kính hiển vi, kết nối kính hiển vi với máy chiếu để chúng tôi xem trên màn hình TV. Vô số vi trùng giống như con dòi vậy, nó lúc nhúc nhiều vô số. Bác sĩ nói với tôi, thầy xem đáng sợ biết bao. Đúng là làm tôi hết hồn. Không ngờ nó khủng khiếp đến thế. Ông ta nói bệnh nha chu của thầy lẽ ra phải trị từ 10 năm trước. Thầy đã trễ mất 10 năm. Cũng may thầy là người giảng kinh, nếu không từ lâu không chịu được. Quá nghiêm trọng. Tôi hỏi bác sĩ phóng lớn bao nhiêu lần. Ông ta nói 3.600 lần. Tức là chỉ một chút đầu cây kim phóng lớn ra toàn màn hình TV, chẳng khác nào bầy dòi đang bò lúc nhúc trong đó. Quý vị xem, tôi đã sống hơn 80 tuổi nhưng không biết cách đánh răng. Đến khi đi trị nha chu, bác sĩ mới bày cách đánh răng. Ông ta nói không cần đánh răng, cũng không cần đánh lợi. Vậy đánh cái gì? Chỉ cần đánh giữa kẽ răng, đừng để thứ dơ bẩn mắc trong kẽ răng. Nếu thấy một chút dơ bẩn, đó là vi khuẩn. Rất nhiều vi khuẩn tích lũy trong đó, ta mới có thể nhìn thấy. Mấy mươi con vi khuẩn, mấy trăm con vi khuẩn ta không thể nhìn thấy. Ông nói với chúng tôi, khi dùng bàn chải đánh răng, lông bàn chải quá cứng cũng không được, mềm quá cũng không tốt, phải thích hợp mềm vừa phải. Dùng kem gì không quan trọng. Điều này không liên quan gì lớn lao. Quan trọng nhất là dùng nước rửa nó thật sạch, không được có chút dơ bẩn nào. Ông còn nói cho chúng tôi biết cần đánh răng vào lúc nào. Chỉ cần ăn thức ăn, sau khi ăn xong 3 phút là phải đi đánh răng. Rửa bàn chải sạch sẽ, như vậy mới an toàn. Tất cả chúng ta đều rất lơ là vấn đề này. Bình thường đánh răng vào giờ nào? Sáng sớm đánh răng một lần, tối trước khi đi ngủ đánh thêm một lần. Lại không biết cách đánh răng, không biết đánh ở đâu. Sống đến 80 tuổi đều không biết đánh răng.